Ủa vậy sao nãy Long chết nó nói chuyện kìa, nó khóc kìa. Em đâu có khóc cho vui thôi, chứ em đâu có giao tiếp nhiều đâu. Nó không được nói bất kỳ gì. Có Chris thứ hai kìa. Ai vậy? Thôi rồi. Thứ hai nè. Rồi. Người kia đọc rap thử là được không? Anh mà đọc thơ đọc rap không? Đố ai định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều thấy em chạy vòng quanh chuồng khỉ y như con khỉ, thế là yêu. Ôi ôi chết hai luôn. Ui trắng. Nữa lại bộ đôi này nữa. Dạ mày nãy em đi đâu vậy mày? Em ở em thấy anh đứng kế bên anh em không? Em đứng canh xăng không? Anh canh xăng. Đúng rồi, em đứng ngay chỗ gạt cần kế bên anh luôn á. Hồi nãy chị chạy ngang Yvin đổ. Hồi nãy em chạy ngang anh Đa luôn. Mà anh Đa không có giết em. Tại vì khúc đó khuất lắm. Khúc đó chỉ hai người thôi. Chị My chạy ngang em ở đâu rồi chị? Chị không biết, chị không có biết tên cái nhà đó tím tím hay gì á. Tại em ở phòng điện. Chị không có biết cái phòng đó tên, chị không để ý, chị biết màu thôi à, màu tím tím á. Em từ phòng reactor chạy qua phòng điện. Là lúc đó có một mình em mà em lại không thấy chị Khởi My. Thì chị thấy có mình em ấy, chị chạy ra luôn á. giờ Evin thì không rõ nè, nhưng mà đá camera thì thấy Đa chạy từ bên phải, từ mũi tàu á, từ mũi phải quẹo qua gặp em, là gặp em á. Là giờ nghi nhất nhé, tại vì nghi nhất á chỉ có anh Devin thôi, tại cũng không tin gì nhiều về anh Devin. Thì cũng nghi anh cũng đúng, là tại vì anh đi có một mình không ai làm chứng với anh hết. Cũng đúng rồi, là thôi quăng đi. Làm liền. Tại vì Gia My nó, anh Long để di chúc lại kêu là thằng Gia My. À vậy hả? Rồi. Trời đất ơi, thấy chưa? Cặp đôi quá dơ. Em nói mà. Gửi thì chị với thằng Long vô, nó đi vô đến chị làm cái ọt đi. Hồi nãy đi vô chung phòng cái tư tưởng của tao là tao nghĩ là bà đã làm gián chứ mà không thể làm gián nữa. Tao đi theo tao nhây với bà, tiên thẳng cô Hồng luôn, y chang cái ta cũng kia. Chị không nghĩ là chị làm gián gián kiểu mà là Sibu với thằng Kiến Cù Lắng. Em biết rồi, dán sao vừa vô bấm hộp quăng chị My luôn. Tao hết được làm rồi, làm hai lần tao hết được làm rồi. Hôm qua là em chơi 2 tiếng là không bị sát thủ, là không bị sát thủ á. Nhưng mà chị không thể nào làm sát thủ hoài được, với nước kỳ quá, chị đang lấy em không cần biết, chị lừa em. Thôi vậy, bình hợp vậy, vậy không, vậy dáng này tao sẽ đi chung với mấy đứa, tao sợ quá. Cái đồ trái me lương lẹo. trái me vô cho mày. Thank you.
Surprise, motherfucker! Lại đâu? Lại em đâu? Rồi, 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 rồi. Biết rồi, thằng Hia, thằng Hia nó cười sẵn sàng. Bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn. Thằng Hia. Quang lại nãy em cũng thấy Hia đi tự phòng đó. Đúng, chỉ có nó thôi. Này, không, vậy này là đúng lại. Lúc đầu là đội hậu cần của chị Khải My đi chung này, có đội hậu cần là đội hậu cần Hia với Long Phô Mai nè, là đi chung với Khải My nè. Cuối cùng Long Phô Mai với Khải My chết thì còn Hia là chỉ còn Hia rồi, chỉ còn Hia à. Đi hậu cần với ca sĩ nhưng mà giết ca sĩ. Trong con anh mấy thằng hung thủ hay màu đen lắm, là chỉ có nó thôi. Chẳng rồi, làm mày tự quá luôn đi. Không, mày sói đàn ảnh mày. Mày khỏi nói nữa, mày khỏi nói nữa, mày chết rồi. Trời, nó dám quá anh luôn. Thằng này sao? Thằng này gan. Láo. Thằng này láo. Mày xong mày rồi con. Mày chứ mày hết rồi. Ủa? Rồi, vậy là thằng Mi. Gia Mi. Mọi người, tôi sẽ đi với thằng cướp. Tôi muốn đi với nó là để tôi sợ tôi không chết mọi người. Vừa đi vô tới mới làm ọt. Chị quẹo trái là chị đi liền. Mọi người thấy thằng cướp chưa? Trời ơi, này chị Khởi Me này, này mọi người vô bot crush fan trước kìa. Mình để tự hồn cá nhân rất ngát ơi, game này quá. Không, Long em ơi, cái số em sao vậy Long? Không, em nghĩ vừa vô bot anh Long luôn đi, để anh Long đỡ bị giết đầu. Bây giờ mọi người khoan vô dán đi. Mọi người bây giờ nói thẳng rồi, bây giờ cái thù gì nói luôn đi. Ôi, cái này mà 10 người chơi chắc hoàng lắm luôn á, thiệt á. Tao sợ quá tao bấm. Thằng Hi nó với chị hoài à mọi người ơi. Thằng Hi nó với chị hoài à. Ôi, thằng Hi tao nó bấm gì nó sợ tao giết nó, nhưng mà tại vì tao thấy nó quét được cái máy kia cho nên tao mới đi theo nó. Dạ anh em mình tin nhau đúng không? Đúng rồi. Ê, vì lúc mà đứng cái máy kia lại bị làm vụ đúng không em? Đúng rồi anh. Làm gì em? Nhưng mà anh, tao nhìn lên cái ống tát tao đéo đéo hay nhảy. Tao phải nhảy nha. Cái ống tát nó đâu có, cái ống tát nó đâu có chính xác đâu. Ôi, cái ống tát nó chính xác nha bạn. Này nhìn. À mà còn mà anh tin em tin anh Đa nha, anh lúc bắn súng anh thấy có bắn súng nha. Em đứng anh nhìn quan sát lâu á. Em tin gì mày? Khoan, tao nói nghe này, này thằng Hi nó dí tao vòng vòng nó không tha tao luôn thằng Hi. Để em tới chim mày. Nó dí tao vòng vòng. Nó không đâu, nó chỉ coi chỗ nào vắng thôi chứ không có chỗ nào mà tin được. Ê thằng Hi đó, thằng Hi nó dí chị 5 phút luôn mới được. Không phải đâu, nếu mà nó dí chị 5 phút là chị lâu rồi. Không, mình cái khoảng cách xa lắm, nó đâu có dí được chị, nó đứng. Nó dí xa lắm, chị chạy lẹ lắm, nó đâu chạy kịp chị đâu. Nó quằn quằn từ nãy thằng Hia đó, chị nói thằng Hia. Theo cái nghi vấn của tao á là Elvin đổ với là Jimmy. Chị bót Hia trước kìa. Em không có thông tin gì hết, em không có đó. À, là thằng Elvin á, thằng Elvin là kẻ sát nhân. Không phải em nếu mà em đã giết người rồi. Nghe
Mày sao giết được? Tao tao giết đứng với thằng Long đây, mày giết tao bấm liền chứ. Thằng Hi nó mày giết sao giết được? Vớt thằng Hi nó giết chị đó. Để nó tính sao chị? Thử này trước. Em là người em đi xuống qua reactor em làm mà. Cái văn này giả nè, thả thôi. Trời thằng Hi nó bóp tao luôn kìa, bóp giả. Thì chị bóp đây mẹ bóp. Nô 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 nô. Phải thả này biết thôi. Ôi trời mẹ. Tao chó mày. Á ơi mày dễ quá nha, non tròn lắm. Chị thấy không, em bảo vệ chị. Má người. Kệ sống như gì. Vòng vòng luôn các bạn ơi. Sao mày? Sao không? Đứng ghi ghi rồi, đứng ghi ghi. Ủa sao đứng ông tát rồi. Hay em bị chạy đi mà ông tát vẫn chưa lên. À em à. Tại bạn hát thì sao rồi đó. Vô lý rồi liền luôn thầy. Quăng, đúng không? Giờ giờ quăng trước ai pin rồi xong quăng hia đâu đâu muộn. Mà thằng Hi nó dí chị ghê lắm kìa, nó dí hầu dọc.